Vâng, tôi xin chào các bạn đã đến với livestream vì một mục tiêu chung và tư tưởng hợp nguyên. Tôi Dũng Phi Hậu. Mục đích của tôi làm livestream này tại vì hiện nay có rất nhiều xu thế ở trên mạng xã hội và trong suy nghĩ của nhiều người rằng vì một mục tiêu chung thì chúng ta nên bỏ qua hết những cái sai trái, những cái lỗi lầm của nhau. Và để tiến tới một cái mục tiêu chung đó, theo tôi nhìn nhận điều đó hoàn toàn sai lầm. Để bắt đầu livestream, tôi mời các bạn cùng tôi hãy xem một số video ở các nước văn minh, xem thử họ có tôn trọng tiếng nói phản biện và họ có đánh nhau thật hay không, và thậm chí là họ còn đánh nhau theo nghĩa nghĩa đen nữa chứ không phải là đánh nhau theo nghĩa bóng. Xin mời các bạn ví dụ vào Hàn Quốc vào tháng 7 ngày 22 năm 2009 có diễn ra một cuộc ẩu đả trong Quốc hội, chỉ vì lúc đó Quốc hội Hàn Quốc có mâu thuẫn với nhau sâu sắc trong khi thông qua một dự luật về truyền thông. Và một sự thật đây là họ đã đánh nhau theo nghĩa đen. Thưa các bạn, đây là họ đã đánh nhau theo nghĩa đen. Đây là video clip ẩu đả ở Quốc hội Hàn Quốc vào năm 2009 khi mà đảng cầm quyền đang muốn thông qua một dự luật về truyền thông. Và đảng đối lập lo sợ rằng dự luật này được thông qua sẽ khiến cho đảng cầm quyền sẽ kiểm soát truyền thông được tốt hơn. Do đó giữa hai đảng trong quốc hội đã có sự xô xát và rất căng thẳng với nhau thôi các bạn. Và họ thậm chí là họ còn đánh cả nhau luôn. Và khi mà người phát ngôn viên phát biểu về điều luật thì còn bị ném rất là nhiều thứ lên bục. Và ở bên ngoài tòa nhà thì những người của đảng đối lập đã chặn không cho những người của đảng cầm quyền được vào trong tòa nhà quốc hội. Và cuối cùng thì dự luật cũng được thông qua. Tôi mời các bạn xem tiếp một video nữa. Đó là vào cũng tại Hàn Quốc vào khoảng tháng 12 năm 2010 ở tờ Telegraph. Thì Quốc hội Hàn Quốc lần này lại muốn thông qua một điều khoản, đó là bữa trưa miễn phí trong các trường học. Và Quốc hội của họ lại tiếp tục ẩu đả sâu sắc thêm một lần nữa. Lần này cũng có ẩu đả giữa hai đảng với nhau chỉ vì vấn đề đó là thông qua bữa trưa miễn phí cho các học sinh. Tôi có thể đưa camera lại gần hơn cho các bạn cùng xem với tôi. Đây là cảnh diễn ra tại Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2010 khi họ muốn thông qua điều khoản bữa trưa miễn phí trong các trường học. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy một điều rằng đó là kể cả trong các cái nước văn minh thì họ vẫn có rất là nhiều cái vấn đề tồn tại và thậm chí họ còn đánh nhau cả trong quốc hội. Một điều rõ ràng rằng Hàn Quốc là một nước văn minh hơn Việt Nam rất nhiều, tuy rằng việc đánh nhau là hoàn toàn sai pháp luật. Thế nhưng họ đánh nhau vì điều gì? Họ đánh nhau vì người dân. Ví dụ như video bạn vừa xem gần đây nhất là họ đánh nhau vì bữa trưa miễn phí
ở trong các trường học. Thế như vậy rõ ràng là càng có nhiều tiếng nói phản biện, càng có nhiều sự đánh nhau theo nghĩa bóng, thì rõ ràng một điều đó là người dân càng được lợi. À, tôi muốn các bạn xem thêm một video nữa từ một nước rất văn minh, đó là nước Anh. À, khi mà nước Anh chuẩn bị chào đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sang thăm. À, đây là người của đảng đối lập đang lên tiếng về vấn đề Tổng thống Trump tấn công phụ nữ. Và ông ấy muốn thay mặt cho 1,8 triệu người để hủy chuyến thăm của Tổng thống Trump đến đất nước Anh. Đây là bà Theresa May, và bà đang lên tiếng lại, phản biện lại những điều mà người của đảng đối lập vừa nói, bà Thủ tướng Theresa May. Would he have got a 100% commitment to NATO? No. That's what Labour has to offer this country. Less protection for British citizens, less prosperous, less safe. He can lead a protest. I'm leading a country. Vâng, và các bạn vừa xem xong một video về bà Theresa May vừa mới diễn ra vào tháng 2 năm 2017 và tháng này. Như vậy rõ ràng một điều rằng đó là để cho cuộc sống của người dân được tốt hơn, thì thậm chí là chúng ta càng ngày càng cần nhiều cái tiếng nói phản biện hơn nữa. Và ở livestream trước, ở buổi nói chuyện trực tiếp trước, tôi đã đưa ra ví dụ về con thuyền bị thủng và cách vá, để dẫn đến một kết luận rằng hãy thay suy nghĩ, đó là hướng đến một mục tiêu chung mà bao che những sai trái cho nhau, bằng suy nghĩ đó là cần sửa đổi và loại bỏ những sai trái trên con đường hướng đến mục tiêu chung đó. Và đặc biệt quan trọng, và những tiếng nói lên tiếng về điều đó và những tiếng nói lên tiếng phản biện cần phải được tôn trọng. Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải qua livestream trước. Ở đây thì có nhiều bạn chưa lên tiếng, có rất nhiều người ở xã hội hay những người bạn tôi, kể cả những người đang theo dõi buổi nói chuyện trực tiếp này cũng chưa có lên tiếng, vì có thể có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là có thể bạn đồng quan điểm, điều này rất tốt. Và lý do thứ hai, có thể bạn chưa lên tiếng phản biện vì đơn giản một điều là bạn chưa có cái chính kiến. Khi bạn chưa có chính kiến thì bạn rất khó để lên tiếng phản biện lại, vì chính bản thân bạn chưa có chính kiến thì bạn không có chính kiến nào cả để bạn phản biện lại những chính kiến của người khác. Và trong livestream này thì tôi muốn nói về tự tử hợp nguyên, đó là vấn đề chính của livestream này. Thế nào là tư tưởng hợp nguyên, thế nào là một mục tiêu chung? Ban đầu khi mới thức tỉnh và nhận ra được thế nào là một thể chế độc tài, thì có rất nhiều người, và trong đó có cả tôi trước đây, cũng muốn mọi người đoàn kết lại dưới một mục tiêu chung để chế độ độc tài có thể nhanh chóng được sụp đổ. Và tôi nhìn thấy cái giới đấu tranh
Và lúc đó tôi thấy rằng là cứ mỗi người một tiếng nói, mỗi người một tiếng nói, không có sự đoàn kết. Người thì muốn thế này, người muốn thế kia, người ở hội này, người ở nhóm khác, không có một người nào gắn kết họ lại thành một khối cả để có sức mạnh hơn. Lúc đầu khi mới thức tỉnh tôi cũng nghĩ như thế. Và đây chắc hẳn là suy nghĩ của nhiều người, không của riêng tôi, muốn đoàn kết lại, trở thành một khối cực kỳ vững mạnh, thì chúng ta mới tập hợp đủ sức mạnh để chúng ta tiến tới một mục tiêu chung, đó là giải thể chế độ độc tài. Thế nhưng khi mà tôi càng đọc nhiều và càng hiểu biết nhiều thì tôi lại nhìn nhận khác đi. Tôi nhìn nhận thấy rằng những tiếng nói khác biệt ở trên mạng xã hội đó chính là những hạt giống của đa nguyên. Những tiếng nói khác hay những hội nhóm khác nhau đó chính là các hạt giống của đa nguyên. Chúng ta đấu tranh để cho một nền tự do dân chủ, để cho một nền đa nguyên đa đảng, đúng không? Thế thì chúng ta đã có các cái hạt giống của đa nguyên. Các hội nhóm đó chính là các hạt giống của đa nguyên. Nếu chúng ta tiến tới một mục tiêu đó là một chế độ đa nguyên, thì như vậy bây giờ đã có các hạt giống của tự do rồi. Thì tại sao chúng ta lại có tư tưởng đó là gộp các cái hạt giống tự do này lại? Điều đó là rất là mâu thuẫn. Điều đó rất là mâu thuẫn. Theo tôi, điều đó mâu thuẫn. Nếu như mà chúng ta gộp lại, thì ví dụ giữa hai hội nhóm, ví dụ hội nhóm A sẽ có đường lối riêng, sẽ có nội quy riêng của hội nhóm A, và hội nhóm B sẽ có đường lối riêng và hội quy riêng của nhóm B. Nếu chúng ta muốn hợp hai hội nhóm này lại thành một khối, thì ít ra đường lối của hội A và đường lối của hội B cũng như một số nội quy phải có điểm tương đồng, thì chúng ta mới có thể liên kết lại được. Nhưng không thể nào liên kết được khi mà đường lối của hội nhóm này hoàn toàn khác với đường lối của hội nhóm kia. Các bạn có đồng ý điều đó hay không? Như vậy nếu cố gắng liên kết hai cái hội nhóm này thành một khối là tư tưởng phi lý. Các bạn có đồng ý điều đó hay không? Một Facebooker công văn có bình luận, một bình luận rất là hay. Đó là hợp nguyên là một trạng thái của đa nguyên. Tôi rất nhìn nhận bình luận này rất là hay. Hợp nguyên là một trạng thái của đa nguyên, điều này đúng. Trong một xã hội đa nguyên thì những người có tư tưởng hợp nguyên được, đúng không? Những người có tư tưởng hợp nguyên họ được quyền nói ra điều đó. Những người có tư tưởng hợp nguyên họ được quyền lập các cái hội nhóm để kêu gọi liên kết lại, đúng, chính xác. Như vậy đó là hợp nguyên là một trạng thái của đa nguyên là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng đừng lầm lẫn giữa hai khái niệm này, đó là khi anh kêu gọi hợp nguyên và anh nói rằng người khác không tham gia vào đây là không được. Cái tư tưởng đó là sai. Ví dụ khi tôi đứng ra tôi thành lập một tổ chức mà có đầy đủ các thành phần, từ ví dụ tôi sẽ kể một số hội nhóm bây giờ như Hội Anh Em Dân Chủ, Con Đường Việt Nam, Việt Tân, Đảng Cộng Hòa, hội các linh mục bên Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi muốn gom chung vào một khối. Được, nếu điều đó làm được thì quá tốt. Thế nhưng khi người ta không đồng ý thì không thể nào anh chỉ trích người ta đó là không vì một tương lai chung của đất nước được. Điều đó hoàn toàn sai. Ví dụ như khi anh lên tiếng kêu gọi, có thể anh chưa đạt đủ độ tin cậy, hay anh chưa đủ lòng tin để người khác nói theo, thì anh không thể nào quy chụp người khác đó là không vì tương lai đất nước được. Vì người ta có đường lối của người ta. Người ta có đường lối người ta, người ta có nội quy của nhóm người ta, và người ta đang hoạt động vì mục tiêu của người ta. Anh không thể nào kết luận rằng là người ta không lo cho tương lai của đất nước được. Và một điều nữa đó là khi mà lên tiếng kêu gọi vì một mục tiêu chung thì có nghĩa rằng là phải tôn trọng những cái
tư tưởng khác biệt khác, phải tôn trọng những hội nhóm khác vì đó chính là các hạt giống của đa nguyên. Và bây giờ vấn đề bây giờ là hợp tác, thì hợp tác thế nào, mục tiêu chung ra làm sao. Bây giờ tôi khi mà có một mục tiêu chung mà có giải pháp khả thi để hướng đến thì rõ ràng một điều rằng đó là không cần kêu gọi mà tự động các cá nhân, hội nhóm, các ban bệ truyền thông đều tự động hợp tác, đều tự động lên tiếng về vấn đề đó chứ không cần kêu gọi. Tôi lấy ví dụ mục tiêu chung hiện nay, một vấn đề rất trầm trọng của đất nước đó là Formosa Get Out, hãy giải tán bộ Formosa. Vì sao? Vì Formosa gây tội ác với môi trường Việt Nam. Rõ ràng một điều đó là Formosa gây tội ác đối với môi trường Việt Nam. Như vậy mục tiêu đuổi cổ Formosa ra khỏi đất nước đó có phải là một mục tiêu chung không? Đó đúng chính, đó là một mục tiêu chung. Và khi mục tiêu chung đó có cần phải kêu gọi mọi người hợp tác không? Tôi thấy không cần kêu gọi, mà tự động các cá nhân hay các hội nhóm hay thậm chí là các nhà báo bằng cách này hay cách khác họ đều lên tiếng vì một mục tiêu chung đó, đó là Formosa Get Out. Có người thì muốn đem Formosa kiện ra tòa, có người xuống đường biểu tình, có người thì lên tiếng trên mạng xã hội về các vấn nạn của Formosa, có những người đi thực địa để xem những người dân thiệt hại ra sao, thiệt hại những gì, và có những người giúp đỡ những người dân trong vấn đề đưa đơn kiện Formosa. Đó chính là tất cả các cái hội nhóm, các cái cá nhân độc lập, các nhà báo bằng cách này hay cách khác tìm mọi cách thực hiện một mục tiêu chung đó. Thế như vậy rõ ràng một điều rằng khi mà đưa ra một mục tiêu chung đó rõ ràng và có giải pháp khả thi hướng đến thì không cần phải kêu gọi, mà tự động các cá nhân, các hội nhóm sẽ tìm mọi cách để biến mục tiêu chung đó thành hiện thực. Trở lại về tư tưởng hợp nguyên. Tư tưởng hợp nguyên đó là muốn tất cả đoàn kết lại trong cùng một khối vì một mục tiêu chung. Thế thì tôi hỏi rằng mục tiêu chung đó là gì? Bây giờ tôi hỏi thẳng mục tiêu chung đó là gì? Thì nếu anh trả lời mục tiêu chung đó là giải thể chế độ độc tài, tôi đồng ý. Mục tiêu chung là giải thể chế độ độc tài. Như vậy thì giải pháp khả thi của anh là gì? Thế ví dụ như mục tiêu chung là Formosa, thì giải pháp khả thi của anh đó là giúp người dân đưa đơn đi kiện, hay là giải pháp khả thi của anh đó là lên tiếng trên mạng xã hội cho những người chưa biết về vấn nạn này, hay là giải pháp của anh đó là sang Quốc hội Đài Loan điều trần trước Quốc hội. Đó là các giải pháp và hoàn toàn khả thi. Hay giải pháp của anh đó là biểu tình, được, đó là các giải pháp khả thi. Thế ví dụ như anh nói mục tiêu chung của anh đó là giải thể một chế độ độc tài, thế theo anh giải pháp của anh đưa ra là gì và mức độ khả thi của giải pháp là bao nhiêu phần trăm? Nếu anh đưa ra được một mục tiêu chung và anh đưa ra được giải pháp để giải quyết mục tiêu chung đó thì anh mới kêu gọi được mọi người. Còn khi mà anh nói một mục tiêu rất là chung chung, đòi hỏi một sự đoàn kết rất chung chung, theo tôi điều đó là không thể. Và nhiều tư tưởng hợp nguyên ngày nay đang muốn đoàn kết toàn bộ các cái hội nhóm cá nhân độc lập để tiến tới một mục tiêu chung, nhưng họ không có giải pháp để hướng đến. Đó là điều mà không chấp nhận được. Đó là một điều không chấp nhận được, tại vì những cá nhân hay các hội nhóm hiện nay họ đều có cái đường lối hoạt động của riêng họ và họ có một mục tiêu của riêng họ. Có những nhóm thì họ sẽ đấu tranh cho chủ quyền biển đảo, và có những nhóm thì họ muốn đưa phổ quát quyền con người, và có những hội nhóm thì họ sẽ đấu tranh cho quyền tự do báo chí, hay có những em sinh viên thì họ rất khao khát muốn được bỏ không học các tiết học Marx Lenin ở trong các giảng đường nữa. Đó chính là các cái mục tiêu, đó chính là các mục tiêu mà rất rõ ràng và có giải pháp để hướng đến. Thế còn khi mà anh kêu gọi mục tiêu là giải thể chế độ độc tài, đó là một mục tiêu chung rất rộng và giải pháp hướng đến mà thường thường những người họ đưa ra là không có.
và giải thể chế độ bằng độc tài bằng một cái mục tiêu chung mà không có cái giải pháp khả thi để hướng đến, theo tôi điều đó nó không thể được. Và bằng cái cách kêu gọi mù mờ như thế thì không thể nào kêu gọi được lòng hiệp thông của mọi người. Thế như vậy rõ ràng là khi mà anh đưa ra một mục tiêu thì anh phải có giải pháp để anh hướng đến một mục tiêu chung đó. Còn nếu không, nếu anh không đưa ra giải pháp cụ thể rõ ràng để hướng đến mục tiêu chung này thì rõ ràng một là anh thiếu hiểu biết, hoặc hai là anh đang cố tình đi lừa mọi người, giống cộng sản ngày xưa. Cộng sản ngày xưa cũng đặt ra rất là nhiều mục tiêu chung. Tôi nhớ đến mặt trận Việt Minh ngày trước cũng đặt ra các cái mục tiêu rất là cao đẹp. Ví dụ như ngày trước về chính trị thì họ muốn ban cái hành các quyền tự do dân chủ như là tự do xuất bản. Bây giờ đã có tự do xuất bản hay chưa? Bây giờ vẫn hoàn toàn chưa có tự do xuất bản, mà các bạn có thể đọc những cái sách ở trên mạng đó, thỉnh thoảng có dòng bị kiểm duyệt. Và như vậy là cái mục tiêu rất là cao đẹp mà họ đưa ra ngày xưa đó là tự do xuất bản ấy. Cái mục tiêu ở đây, nhưng mà cái giải pháp của họ không có. Đó, và các cái hội nhóm ngày nay đừng đưa rơi vào cái con đường này. Có nghĩa rằng là mục tiêu thì rất là cao đẹp nhưng mà giải pháp thì không có giải pháp hướng đến. Mục tiêu ngày xưa của Việt Minh đưa ra cũng rất là tốt đẹp, ở chỗ là tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, hay là tự do đi lại trong xứ, hay tự do xuất dương. Thì đến ngày nay đã có chưa? Chưa. Đến ngày nay vẫn chưa có. Đơn giản như là về vấn đề tự do đi lại chẳng hạn. Thì vấn đề tự do đi lại, ví dụ như vào ngày 17 tháng 2 tưởng niệm chẳng hạn, thì mọi người có quyền tự do đi lại, nhưng mà lại một số người lại bị mất đi quyền tự do đi lại. Vào ngày 17 tháng 2 có rất nhiều người bị ngăn chặn tại nhà khi đi tưởng niệm chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979. Và không những bị tước quyền tự do đi lại bằng cách là cho ngăn chặn, cho các an ninh mặc thường phục ngăn chặn tại nhà, mà khi một số người đi tưởng niệm về còn bị bắt trong đợt 17 tháng 2, như nghệ sĩ Kim Chi Hà Nội, anh Nguyễn Lân Thắng ở trong Sài Gòn, có thêm anh Trần Bang chẳng hạn. Đó là hành vi bắt người trái pháp luật, mà có nghĩa rằng là họ đã hứa ngay từ trước năm 45 là có quyền tự do đi lại, mà đến bây giờ năm 2017 họ vẫn chưa thực thi được. Cái mục tiêu chung nó của họ rất là cao đẹp nhưng họ không có giải pháp khả thi để hướng đến. Hay như một ví dụ rất gần đây và rất là đau buồn, đó là bố của gia đình tù nhân Lương Tâm, anh Huỳnh Anh Tú và chị Phạm Thanh Nghiên. Khi mà chị Phạm Thanh Nghiên muốn đưa ông đi ra sang nước ngoài để chữa trị thì chị Phạm Thanh Nghiên đã bị chặn lại. Mặc dù chị Phạm Thanh Nghiên có đầy đủ quyền công dân, thế nhưng mà cái lời hứa tự do xuất dương của họ sang một nước không bị cấm đến năm 2017 họ vẫn chưa thực hiện được, và họ chặn chị Nghiên ở nhà. Và cuối cùng là bố của anh Huỳnh Anh Tú và chị Phạm Thanh Nghiên bị mất ở bên kia biên giới, trong khi bên cạnh không có bất kỳ một người thân thích nào. Đó là một đòn cực kỳ tàn độc của chế độ độc tài. Và cái quyền tự do đi lại là một quyền rất cao đẹp mà họ đã từng hứa nhưng đến nay họ chưa hề có thực hiện được. Hay như về giáo dục chẳng hạn, họ muốn lập nền quốc dân giáo dục và họ muốn cưỡng bách giáo dục như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Việt Nam Cộng Hòa cũng cưỡng bách giáo dục, thế nhưng mục tiêu cưỡng bách giáo dục đó là một mục tiêu chung đúng không, của cái xã hội này, và rõ ràng đó là một mục tiêu cực kỳ tốt đẹp, cưỡng bách giáo dục. Thế nhưng đến hiện nay họ đã thực hiện được chưa? Chưa. Bây giờ học sinh đi học phải đóng học phí, chứ họ không hề có cưỡng bách được giáo dục. Thế như vậy rõ ràng một điều rằng đó là mục tiêu chung đó rất là tốt đẹp, thế nhưng mà cái giải pháp khả thi để hướng đến mục tiêu chung đó hoàn toàn không có. Để đến bây giờ năm 2017 rồi, thưa các bạn, giáo dục thì quá đình trệ, và về chính trị thì chưa hề có cái quyền về tự do ngôn luận, hay là tự do tín ngưỡng, hay tự do tôn giáo như họ hết. Mà họ đàn áp tôn giáo liên tục,
Giải pháp của tôi là gì? Lúc nãy thưa các bạn đang theo dõi, lúc nãy tôi đã đưa ra rồi. Có nghĩa rằng là chúng ta đang xây dựng xã hội để từ một xã hội độc tài để trở thành một xã hội đa nguyên được chấp nhận. Khi có đa nguyên thì mới có thể có đa đẳng. Và theo tôi, theo bản thân tôi, thì bây giờ các hội nhóm hay các cá nhân độc lập, rất nhiều các hội nhóm, rất nhiều các cá nhân độc lập đang có, đó chính là các hạt giống của đa nguyên. Có một hạt giống của đa nguyên, hai hạt giống, ba hạt giống, bốn hạt giống, năm hạt giống. Các bạn nhìn thấy đó, các bạn nhìn thấy bề ngoài, thì các bạn nhìn thấy rằng là ủa sao tất cả không đoàn kết lại với nhau để thành một tổ chức? Nếu các bạn có suy nghĩ như thế, các bạn vướng vào cái tư duy hợp nguyên. Và nếu các bạn chuyển hướng suy nghĩ sang, thay đổi suy nghĩ sang cách đó là hãy nhìn nhận các cái hội nhóm hiện nay nó như là các cái nguyên, và đó chính là các hạt giống của đa nguyên, thì suy nghĩ của các bạn sẽ thoáng hơn rất nhiều, và khi đó các bạn tìm mục tiêu đấu tranh sẽ cũng dễ dàng hơn. Như tôi lấy ví dụ lúc nãy, có những nhóm họ đấu tranh cho chủ quyền biển đảo, có những nhóm họ đấu tranh để phổ cập quyền con người, có các em học sinh họ muốn đấu tranh để họ bỏ không học các cái môn bắt buộc hơi phi lý, và có nhiều người hiện nay vẫn đang nghĩ rằng đó là đa nguyên đa đảng nó sẽ loạn, đa nguyên đa đảng nó sẽ loạn. Cái tư tưởng này đó là do chế độ tuyên truyền, họ tuyên truyền lâu ngày dẫn đến nhiều suy nghĩ đó là đa đảng là loạn rồi, đa đảng là có chiến tranh rồi này nọ. Thế như các bạn theo dõi cái video lúc nãy, đó là Quốc hội Hàn Quốc họ còn đánh nhau ở ngay cả trong kỳ họp Quốc hội, họ còn đánh nhau, họ còn xô sát nhau trong Quốc hội đó, chỉ để cho đấy, các bạn nhìn thấy có loạn không? Loạn chứ, đây bạn nhìn thấy rất là loạn đấy, Quốc hội xô sát nhau, đánh nhau, và thậm chí là hay như vào tháng 10 năm 2010, vào tháng 12 năm 2010 thì họ cũng có đánh nhau. Tôi đã download video offline về đây cho dễ theo dõi. Đây họ xô sát rất mạnh, mà mục đích của họ là gì? Mục đích của họ chỉ muốn thông qua, mục đích của họ là chỉ muốn thông qua bữa ăn miễn phí trong các trường học, mà họ đã ẩu đả với nhau như thế này đây. Thế như vậy là các bạn có thấy là loạn không? Nếu mà nhìn vào thì sẽ thấy là loạn, nhưng phải nhìn rằng đây là hai đảng đang cạnh tranh nhau, và ở các cái xã hội dân chủ, các cái tiếng nói phản biện họ rất là mạnh, và càng cạnh tranh thì người dân càng được lợi. Có rất nhiều người dân Việt Nam khi mà bị những cái tuyên truyền dưới chế độ độc tài này thì họ thường thường gắn liền với đa nguyên đa đảng, với loạn, và đa nguyên đa đảng với sự đánh bom. Điều đó hoàn toàn không đúng, tại vì ở các nước dân chủ thì không một đảng phái nào sở hữu quân đội cả, không có một đảng phái nào sở hữu riêng quân đội, và cho dù họ có đánh nhau bằng nghĩa đen đi chăng nữa, thật ra là họ đánh nhau theo nghĩa bóng, nghĩa là họ lên tiếng nói phản biện với nhau rất là mạnh. Thế nhưng mà coi cho dù họ đánh nhau bằng nghĩa đen đi chăng nữa thì họ cũng chiến đấu vì mục tiêu của người dân. Ví dụ ở vào tháng 12 năm 2010 mà video bạn vừa xem qua, đó là Quốc hội Hàn Quốc đánh nhau chỉ vì muốn bữa trưa trong các trường học được miễn phí, và hay cũng như trong Quốc hội của Anh Quốc, cũng như trong Quốc hội của Anh Quốc, họ chỉ trích nhau rất mạnh. Đây là người của đảng đối lập đang chỉ trích Tổng thống Trump về xâm phạm phụ nữ, để ông ấy lên tiếng cho 1,8 triệu người đồng ý với đảng ông ấy về vấn đề đó là ngừng cuộc chuyến thăm của Tổng thống Trump lại. Nhưng đây là bà Theresa May, người của đảng cầm quyền.
và đang lên tiếng lại, đang phản biện lại những vấn đề mà đảng đối lập đưa ra. Thì các bạn có những người đang có tư tưởng đó là đa nguyên đa đảng là loạn, bạn nhìn vào các bạn có thấy loạn không? Không, họ đang lên tiếng, họ đang đối thoại với nhau, họ đang phản biện nhau. À, như vậy là họ lên tiếng phản biện nhau rất là mạnh. Chỉ vì một cuộc viếng thăm của một vị tổng thống ở nước khác mà họ đã lên tiếng với nhau trong quốc hội một cách nặng nề như thế. Nếu mà nói theo ngôn ngữ của nhiều người hiện nay, đó là lên tiếng nhau rất nặng nề. Và tôi cũng mong những người đấu tranh của chúng ta hiện nay cũng nhìn nhận như thế, có nghĩa rằng là hãy tôn trọng những tiếng nói phản biện. Và thật ra phản biện nhau càng nặng nề thì đó càng biểu hiện của một dấu hiệu của một nền dân chủ. Các bạn có đồng ý với tôi điều đó hay không? Có nghĩa rằng là phản biện nhau càng nặng nề, lên tiếng phản biện nhau càng mạnh mẽ, thì đó chính là càng biểu hiện của một nền dân chủ. Có nhiều người hiện nay đó, họ nhìn vào có nhiều lúc mà giới đấu tranh họ nhìn vào ấy, những người ngoài họ nhìn vào giới đấu tranh sẽ thấy rằng là ủa sao mà không đoàn kết với nhau. Có những hôm, có một vài hôm lại lôi nhau ra họ đấu đá. Đừng có nhìn nhận như vậy, mà hãy nhìn nhận rằng đó là họ đang lên tiếng, một là phản biện nhau, hoặc hai là chỉ trích cách sai của nhau để tiến tới một xã hội dân chủ. Các bạn cần nhìn nhận điều đó, và cần nhìn nhận đó là các tiếng nói phản biện cần được tôn trọng. Tóm lại, đây là cuộc nói chuyện trực tiếp phần 1B vì một mục tiêu chung và tư tưởng hợp nguyên. Và ở buổi nói chuyện trực tiếp trước thì tôi đã rút ra được kết luận, đó là thay vì chúng ta suy nghĩ đó là hướng đến mục tiêu chung mà bao che cho nhau những sai trái của nhau, bao che những sai trái của nhau bằng suy nghĩ đó là muốn hướng đến một mục tiêu chung đó, thì chúng ta cần tôn trọng những cái tiếng nói phản biện để xây dựng được một cái nền dân chủ ngày càng vững mạnh. Và những tiếng nói phản biện đó cần được tôn trọng. Tất nhiên rằng đó là cần phân biệt giữa những cái tiếng nói phản biện và những tiếng nói lăng nhục nhau đó và xúc phạm cá nhân của nhau, cái đó không phải là phản biện. Và cái quyền riêng tư đó cần được tôn trọng, có nghĩa rằng là giữa công việc và giữa cái quyền riêng tư là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và nhiều khi chúng ta chỉ trích nhau hay là chỉ trích tư tưởng của nhau, nhưng chúng ta lại lôi những cái chuyện cá nhân vào, và điều đó là hoàn toàn không được. Đó chính là chúng ta đang bị nhầm lẫn giữa công việc và chuyện cá nhân. Cũng giống như những nước văn minh, các cái quyền riêng tư rất được tôn trọng. Ví dụ như kể cả hai đảng đối lập nhau, hay là hai người đối lập với tư tưởng với nhau, họ cũng không có đưa các cái vấn đề riêng tư của nhau ra để họ kết luận. Và mong các bạn nhìn nhận và ghi nhận cái kết luận đó, có nghĩa rằng là muốn hướng đến một mục tiêu chung thì chúng ta cần phải lên tiếng loại bỏ những cái sai trái trên con đường đi đến mục tiêu chung đó. Và trong livestream này thì khi mà muốn vạch ra một cái mục tiêu
thì cần có cái giải pháp khả thi để hướng đến mục tiêu đó. Nếu không có giải pháp khả thi thì đó là một hình thức. Một là các bạn đặt ra mục tiêu, các bạn không có giải pháp khả thi thì một là các bạn không có hiểu biết, hoặc hai đó là các bạn đi lừa người khác. Tôi nói thẳng luôn, đó là các bạn đi lừa người khác. Nếu một giải pháp, một mục tiêu chung rất cao đẹp mà không có giải pháp khả thi để hướng đến thì các bạn cũng giống như cộng sản ngày xưa. Có một cộng sản ngày xưa, họ có rất nhiều mục tiêu chung cao đẹp nhưng mà họ không hề có giải pháp khả thi để hướng đến. Giống như có một câu nói, đó là hình như ông Nguyễn Phú Trọng ông đã từng nói, đó là không biết hết thế kỷ này đã tiến lên được hay chưa đó, đúng rồi. Thì chứng tỏ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản không hề có cái giải pháp khả thi nào cho đất nước hiện nay. Mặc dù các mục tiêu chung họ vẽ ra rất là cao đẹp, ví dụ như khẩu hiệu tất cả vì một mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, những mục tiêu chung rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc là họ không có cái giải pháp khả thi nào để hướng đến. Thì như vậy, khi các bạn đặt một mục tiêu thì mục tiêu đó cần phải rõ ràng và cần có giải pháp khả thi để hướng đến. Và các bạn nên nhìn nhận các cái hội nhóm xã hội dân sự hiện nay, hay các cái đảng phái độc lập hiện nay, hay là các cá nhân hoạt động độc lập, đó như là các hạt giống của đa nguyên. Chúng ta đang xây dựng một chế độ đa nguyên và chúng ta không nên đòi hỏi mọi người, khi cũng không nên gom các cái hạt giống lại cùng một chỗ để thành hợp nguyên. Đến đây tôi muốn kết thúc chương trình trực tiếp 1B tại đây và mời các bạn. Tôi rất mong muốn có rất nhiều người phản biện lại cái buổi nói chuyện trực tiếp này của tôi. Và trong trường hợp mà các bạn không có phản biện gì khác thì tôi mời các bạn theo dõi buổi nói chuyện tiếp theo của tôi. Đó là về mục 2 mà trong một chương trình mà tôi đã đưa lên, đó là cộng sản sự điều gì chất. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn tại phần 2 của buổi nói chuyện trực tiếp cộng sản sợ điều gì nhất vào ngày mai, có thể vào 20 giờ Việt Nam.